Đứng nãy giờ 5 phút chưa? 5 phút rồi đó. Giờ đứng cái chiều luôn đi, khỏi cho mình đứng ghê, khỏi nằm dưới chân đấy. Nằm luôn. Trời ơi, tao phạt ai cho mày nằm sướng mày. Bữa nay tao phạt kiểu mới luôn nha. Thêm một phút quay trong đây nữa nè. Hồi nãy giờ chắc hơn 5 phút luôn á. Nãy giờ lâu rồi, tính quay mà làm biến. Giờ thấy lâu, đứng lâu rồi kinh. Sợ chưa hả? Sợ chưa? Lâu lâu trứng hoài à hả? Sợ chưa? Ai giữ con đi kêu, ai mượn, ai mượn đi kêu quên làm vậy? Quên sợ chưa hả? Mệt chưa? Đi đây mẹ xin lỗi, đi ra đây xin lỗi mẹ nè. Ở đây đứng xì dây 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 đứng lại, xin lỗi mẹ. Tình ơi, xin lỗi mẹ ơi. Đây lại xin lỗi ngoại kìa. Tình ơi, dạ đây xin lỗi ngoại. Đi lại xin lỗi ngoại. Đây lại xin lỗi ngoại. Kinh chưa đó, vậy rồi sao không thương, vậy rồi có thương không? Chuyên gia quậy dễ sợ, nó thọt cái tay vô trong cái cây dây chuyền hoài à. Bữa nào cho mày té hết bà mày luôn.